Bạn khi mà xong nhiệm liệu xua xa dạy thamay bà mà gắn gà sức xá, bạn đã không cảm ơn cả nữ khám mái khát kiếm, bạn nữ khả năng Unity 3D. Anh chẳng ở kênh ta nữ khả năng vẻ này bạn, khi em xin cầm tầm đó là nếu bọn bọn mà download nằm project của anh bị bố, cả vì vẻ tìm môi cả nữ khả năng highlight, bạn cứ chú vẻ đầy dương initialize. Cứ khi em bạn thuộc cả share nằm project đẹp hơn ở Google, bọn bọn xin cầm tầm bọn bọn mà download. Dạng này mới dừng download khẩn cho bạn, which is folder đi dừng miền này. Khmer card game, which is .zip. Anh ấy bị chứ asset thông đá thế, bạn. Vì ông miền này thế, asset thông đá. Anh chắc là ra những partners của anh zip bạn. Khi mà thôi cả extract với á, chênh mà càng khéo. Đã perfect, cái nào chênh mà chết. Alright. À lớn đi. Cứ bình chơi bạn, các nông folder để dùng container này cứ miền mysql.data.dll Google Bouncy Castle hay nâng board game peg.zip which is represent on P anh ấy vừa represent on P cat game này bạn ấy bạn dùng có thể extract về rồi right click just swan zip extract to the board peg which is level load board peg máu bạn nâng nông miền tầng ổ which is my job cat game vậy ta mình mà chọn in the perfect alright bạn chứ mới ở bờ sang dưỡng nơi mình ở bà nhà dưỡng thử cả nơi ở đâu chỉ email để tệ tông cho một profile picture nhưng mà xe nó không vẹt khỏi khỏi và tỏ tiền alright in chẳng bạn nó không vẹt đi bà cứ chỉ vẹt đài vì chỉ dưỡng thử cả bằng cách bằng project bao dương dùng làm lớn những setup nó project dùng setup bên trong Android vì bộ dạng nào mình dùng thuê đi và cái chữ game hay dùng thuê vía đã cho được trong thu sắp đầy bao dương bao dương lên anh em xong mà mình chạm một đoạn tiết bạn kiếm xong mình chạm một đoạn tiết thì game này cứ mình men chữ game mùi đại là xong rạp không lên và game này cứ chữ game dễ tất chỉ lẽ là na gà game và chỉ lẽ này là bánh xí xóng bóng bóng này do game này bà để bóng bóng này thuê này bóng bóng này thuê luôn anh bóng bóng này modify luôn anh bóng bóng này thuê chỉ một trong đồ nhỏ xí bạn có bóng tay quý giật khó cho bạn bà khó bẹp bà năng yếu ta game này cứ chơi game mùi đại tại bớt dân thật chế cứ có nà con bẹp ta nhóm nẹ bà riêng bà này bà bí bộ ta nhóm xong đọc luôn bà nhóm cứ chơi nẹ bà riêng có bóng tay cứ bong bong còn là chết thả ok bong bong riêng chết luôn này bạn nào bạn thả riêng chết tạm nhom rồi chẳng rồi lần này bạn với những trai thử in cho một cái project click new how in your which is template để những thứ cả which is 2D hay những đặt một thả which is command which is command cat but alright rồi có khmai Joker của bạn đôi khi nè bọn bọn này đặt cho một thằng khmai Joker của bạn đôi khi nè vì bọn mua là hát viên cho bạn nhưng mà trong ngày mình quay nhà cho bé bọn cho một đường nhóm và vì bọn đã game này cái chữ game nó bay xì xong ở chữ game đã bị chân cái thua lãng nó không nạ cái thua lãng xong đã bỏ xì một chùm nuôi như thế và ở dương anh modify lẹ cái này mùi dương nguyên bột thân hết dương nguyên ấy để dương anh chọn lẹ cái này mùi chênh là tập hòa lại mình mạch và trong ngày bạn nhỏ trong ngày bẻ bọn alright lần này bạn với đi những trái thuở dành cho mà can which is file để nó càng lửa hay dành cho mà can build setting hay dành switch nó platform be PC Mac standalone the can Android which is click switch in the perfect switch rồi bắt đầu mà tiệt nếu bây giờ lần này mình không bằng tập compile script hay dành thời gian mà tiệt ở game này bạn em xong mình chạm bằng tiết game này dùng thơ này khả năng which is landscape và dùng thơ này nóng portrait và alright they're perfect in sweet how ấy ở dùng thơ chạm bằng tiết alright ở lần này bằng ở đây dùng trái thơ và tao tiết dùng cho một cái file dùng cho một cái build setting bằng tiết ở dùng click là which is player setting rồi dùng bạc file dùng thông bằng tiết bằng bọn mình đặt cho một cái game này, bè, which is product name, version, default icon, which is default cursor. Rồi,
Nơi gắn khổ mấy bởi những ảnh bật nơi với Splash Screen. Bật nơi Splash Screen với logo ra bởi xanh bởi Unity logo. Những ảnh bật bang của mọi người ta. Ồ, game này có mọi người thơ thật không Unity bởi. Bà, đồ bê chăng. Nhưng bật nơi với slow, slow, với slow Unity logo này. Rồi, anh đang gọi bạn được cái này. Ở khi em nên thơ cả chạp chỗ mà gắn which is Other Setting. Nơi gắn khổ mấy. Which is represent a bit. Chúng ta dùng ở other setting này cơ hội toàn. David với tệ thông bị graphic. Khi mà thử cái chạp cho tất cả, which is public XP, which is resolution and presentation. Được không có mấy, which is khi mà thử cái load cho tất cả resolution and presentation. Bè, cứ với xâm đạp, sẽ đạp nửa screen, sẽ đạp nửa portrait, sẽ đạp nửa gì. Bè, ở bây giờ chúng ta thử là này bè, nơi cái lãnh orientation lại này bè. Which is default about your band set again, which is auto rotate, but rotation. I would in try for in click the learning, which is your new portrait right, which is subtitle landscape, which is right, then no, don't be boy, right, landscape right, term of banning, hypertomatic, but job term banning. À bây giờ thì bông bông bây giờ bông bông mở ta cái icon này thì set up giống mấy cái which is public setting được key giống mấy bạn nó cứ set là bông bông nó cái này bây coi. Alright. Cho nên vậy, à lần này cứ đo vẽ để giống thực tiễn bạn nó which is asset bỏ giống chỗ. À vậy thì giống trái phơi từ bông kia, cứ which is giống thực can là cat, bạn. À giống mình chỉ thực tiễn giống off chỗ thế. Chứ mấy giống thực can là dùng cho mặt kèn, tập bóng dùng cho mặt kèn board game page wasn't big zone. Hãy dùng cho mặt kèn PNG. Hãy dùng cho mặt kèn cat. Hãy nít cái chữ cat bà. Dùng tiên như cat straight bà direct cho mặt kèn chỉ xin bỏ dùng. Bà dùng tiên cho direct cho mong. Bạn thấy tập bóng dùng mơ dần cho mơ which is any web saying blue, red, green Deutsch. Anh đi bài gì dùng thật cả vậy? Chip. Alright. Anh chẳng là ở bài điện thoại thôi là anh bạn cứ dùng select nơi cat folder, chip folder hay die folder. Bạn dùng select trong bài. Anh dùng chốt mạch phần tiên straight ra cho tất cả asset. Rồi có đạt cho một nông asset là không Unity. Bạn. Ở lần này Unity với công phong tại generate nơi image. Có đôi chìa với này. Initialize. Nơi which is image để dùng anh tìm cho này. Rồi, cái này dùng import cho cái nhà pin miền này tầng ngõ bạn, which is die dùng miền tầng ngõ, rồi dùng miền là cat miền tầng ngõ cột cat và cột sợi, và dùng miền này which is space dùng miền là diamond dùng miền là head và dùng miền là club và hay dùng time tầng miền là joker để nó càng khổ và hay dùng miền dùng time tầng miền là which is background để nó càng khổ represent cat bao nhiêu khi ta lo mình đấy. Bà, khi nào perfect. À lớn đi bà, ở bây giờ dân trái thuê và tỏ tiết cứ dân này thuê cả cho một cái game và dân set up thì vô bên nơi anh đi bên nơi là portrait tại camera này. Bà, ở bây giờ dân trái thuê dân cho một cái game và dân cho một cái which is solution ở bên này khổ một cái game ấy dân cho cho là solution ấy dân cho which is landscape landscape và dân cho cứ which is going to be khi mà tôi cần sẽ là chọn ở P, which is mà pon P rồi pad sub, còn ở bấm P rồi mà pay, thầm một bạn nè, right? Yên sang cái mà bóng bồn toán, bẻ cho mà can game, which is resolution setting là càng khổm, hay là do mà pon P rồi pad sub còn nằng bấm P rồi mà pay landscape, right? Thầm một nè. Ít nhất hai bạn, nếu không việc khỏi, cứ yên thôi cái đầm lăng, bẻ. Khi dùng thuốc kèm set up được background mà tích. Rồi, bởi tốt mà tiết, dùng set thuốc kèm set up được button để cho bẻ bó này không kèm mà cắt. Hay bởi tốt mà tiết. Dùng bởi cao này button để dùng ai click rồi khó cắt. Rồi bởi dùng click được rồi khó mến. Vì dùng thuốc kèm load. Now which is waiting download mùi. Để represent bì. Vì ta, hey, anh ấy cái chìa tờ ràng mùi. Which is viên thuốc kèm refresh. Và copy bởi lìa. The send again world server. A world server contract, which is database server. Then you're
chui bong chạy bà nơi rõ để tập bê thằng o nhóm tí bà ta để tập bê mùi này online để tập bê mùi này offline bà ai bà sân nhầm miên bà chui xe này nhóm tí ai nơi bê đi dưỡng bàng này cứ vì refresh mà đóng ai nơi bê đi dưỡng châu thì khả năng dưỡng ở tôn chơi select game ấy xo vì nên phải cả refresh là hột bà để dạ bê màn scan vì đừng lộp cháu vì nên phải cả refresh mà đóng tiên bà vui vì thơm đóng tiên ok đây nhóm dưới này ai thả bóng bồn chul xam sắp bị rồi cho bà nơi bê để dưỡng thơ bóng bồn chul bà xam sắp bị rồi anh đi kì chìa bèl dịch bà casino vậy cho bèl dịch which is server để thơ lên which is dưỡng rô nằm một chùm nguồn thông anh nâng dưới tờ rồi anh chân dưỡng chút khá nè bà nó khá nông vẻ mình to ai complete sales in ai sell nơi project bà môn nâng trả trên bì cam thị peace.